Đó, cái đây là cái hotel mình ở. Đó. Hotel mình ở. Có bộ coi đẹp không? Cái đây là phòng phòng họp gì? Đó. Đây là nhà hàng tầng hai. Nhà hàng ăn à. Vì mình đi lăn phòng Ngồi không thôi đó, mà nó cũng lan đó. trời. Bây giờ ngầu à thì ngầm xuống trong hotel thôi đó, hotel thôi. Xong rồi bây giờ mình bỏ hành lý mình đi. Đừng có bóc túi hả. Hey, Superman. Đó, cái hotel chỗ mình ở đó, ở đó hotel ban ngày với cái mặt pháp này cũ quá đó. Xe còi bấm không nghe. Đó, bằng rỡ mấy cái tượng đá thấy không? Cái bức tượng đá thấy thằng xây nha Peter. Đó, tượng đá ngầu không? Tắt đây. Đẹp quá. Rồi. Peter gung nhà lan đi. Có thể được nha. Đó, có cái coi xem mắt đã lắm. Đi đâu mà có coi cần té. Té một lần nữa bây giờ. Anh đập đầu á. Bông đẹp không? Bông ý á. À, thích bông rồi, mua bông rồi, đưa chụp bông 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 á ha. Kéo dài ha. Tàu điện hả? Bây giờ mình đi nha. Đó, đưa ra làm gì ạ? À? Cái đó là mình ngủ chưa? À, giờ là giờ tư. Thường ngày thì năng tướng đi tới tấu. Và thì mang đầy tấu, đi giờ thì chiều. Tăng đường đi tới sân bay á.
coi giờ thời mà má hàng giờ thời đó hả giờ thời giờ thời lần trước mình đi á gần không em biết đường đi á gần lắm chạy đường thẳng thôi hả hả ra cái đường lớn đó chạy tới đường thẳng tới ta ha mình đi vòng vòng cũng mệt hả hả một phút mà gần á tại mình đi vòng vòng dưới đây nè hiểu chỗ đây ta lần trước mình đứng chỗ đây là nhớ không? Nó chạy sao à? Xe kẹt khó có thấy không? Đi xuống đây xuống ai á đi vòng đi tới sân bay luôn á 4 giờ mấy mình có giờ bay à 4:20 bắt đầu mình có giờ bay bay về lại thì điện sei ogni tanto no? Yeah. Vabbè, mai mangiato? No, esagerata. Ne potevi mangiare una? Nhà thương sao lấy xe vô được hả? Nó kẹt hết à. Tại ngày chạy vô nhà thương sao được? Cái thằng tước hả? À, nó là sure. À nó cho mấy người mà vô thương nó cho vô thước đặc biệt hơn à, con cảm ơn là chạy xe cũng gỗ mà cái đường đặc biệt cho taxi đi á cưng cái đường ấy làm cho taxi đi á cưng à mà không chạy cái lộn xộn được cái đường mừng đường taxi à. Còn cái đường này xe hơi chạy giờ mấy ở ngồi lắm ha à giờ cái giờ tư mà chiều sao rồi
ở Việt Nam á, làm sao chữa chữa thông già đúng là coi nhiều thật hả, vâng ý coi nhiều. Ở đây là đỡ cơ, tớ mang ý mà chỗ mấy cái tỉnh kia mà ở nhà tới Tân Núi nè, kiểu nhà mới cất nhỏ nhỏ mà ở Tân Núi nè, đẹp không? À dừa. Dừa tươi đông quá, đang không có đi làm sao? Đang đỏ. Anh cái bảng màu vàng vàng giống như người đó xuống dưới đó. Đó có cái xe màu đen nằm sát mình đó. Hả? Giống như biểu tình. À dạ. Cái ái thơ mà cưng, cái đồ nó che cái miếng ban nó cột lại đó, à, nhưng mà cái đó cái dây cột đó, dây thường người ta làm đường. Thôi ừ. Cái đây hồi táo ông kêu chở đi đường này cưng, cái cầu à. Làm cái bức tường bự không? Coi hả? Đẹp quá trời hả? Từ chỗ Vân ở tới sân bay có 40 phút. Chạy xe 40 phút. Cây ở đâu cũng cây xuống đó mà. Băng kia thì mưa bão mong mình ở, băng này thì ngắn như chói. Lúc mình về thì tối đẹp, nhưng không thấy gì. Cầm đi mình đi bắp tốt. Chúng có bắp à? Tới sân bay bằng ngàn thôi. Thank you.
từ thấy máy bay bây giờ. Giờ đông quá. Chặt cứng à người à. Mực check in 358 ha. 358 à, cái chỗ này chỉ xuống này. Anh à, đổ tiền anh thấy không? Không chứ không cặp hả? Chỗ chỗ đặt xuống cái okay, cầm máy vậy thì được không? À. Không cầm được. Đây thôi, ba bấm nút không à? Cầm đây à? Vậy. Thì rốt cái làm gì? Đi để đi kia lại à? Lâu quá. Mừng nhỏ nhỏ được rồi cưng, mượn quá cũng ha.